Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ tiếp một bước nữa để giúp chúng ta có thể kết nối cơ sở dữ liệu với chúng ta xây dựng một app, gọi là một cái ứng dụng trên mạng, hay chúng ta còn gọi là một website. Thì cái app này sẽ giúp cho chúng ta quản lý, ví dụ bài toán thầy đặt ở đây là quản lý về điểm thi của vài môn chẳng hạn của các em. Đến lúc này thì chúng ta sẽ bật Navigate và các em phải chạy cái gem này lên trước. Các em nhớ chưa? Rồi bây giờ trong cái giao diện hôm qua chúng ta học ấy, thì chúng ta sẽ tạo cho thầy một cái database. Các em có thể tạo bằng lệnh cũng được. Thì ở đây thầy tạo nhanh thì chúng ta tạo database là gọi là quản lý điểm sinh viên. Đấy, ứng dụng thực tế nhá, quản lý điểm sinh viên. Chúng ta phải xây dựng bài này mất vài hôm. Rồi chúng ta chọn cho thầy cái đây. Các em có thể chụp ảnh vào, các em chú ý chọn cho thầy nhá. Về ký tự ở Latin. Đấy, Unicode. Thế quản lý điểm sinh viên ở đây chúng ta chưa có cái bảng table nào, đúng không? Thế thì chúng ta làm nó đơn giản thôi, chúng ta không đến cấp trường mà chúng ta chỉ là một lớp gồm có mã số sinh viên và thọ tên sinh viên. Sau đó thì chúng ta sẽ tham chiếu đến các điểm. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi vào các điểm. Thế bây giờ thì tạo cho chúng ta hai cái bảng. Bảng thứ nhất chúng ta gọi là bảng hồ sơ. Thì ở đây các em chú ý cho thầy tạo ID sinh viên. Đấy. Và kiểu này là kiểu nguyên nhé các em nhé. Chúng ta chọn Integer. Rồi Primary chúng ta chọn đây là cái này là để không có cái gì nhá. Sau đó các em chọn cho thầy cái Auto Increment này. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta rồi sử dụng tab, chúng ta xuống dòng, chúng ta đánh tiếp là họ tên. Họ tên viết liền mà nhé, để chúng ta thống nhất là họ tên ở đây là chữ thường va cha, được rồi. Đấy. Thứ hai nữa là các em điền cho thầy là giới tính. Va cha ba ký tự thôi nhé, là nam và nữ đấy. Rồi thứ hai các em chọn là quê va cha để nguyên như thế cho nó dài. Quê này, giới tính này, tuổi. Đấy. Các em chọn kiểu in. Ok. Xong nhá. Thế ở đây các em thấy này, đây là cái khóa chính. Và tất cả những cái này là phụ thuộc hàm vào khóa chính. Đấy. Khóa chính này xác định họ tên, giới tính, quê, tuổi của các em. Đúng không các em? Khóa chính này nó sẽ phụ thuộc hàm xác định họ tên, giới tính, tuổi, quê. Đấy, các em nhìn thấy hình thức của nó như vậy. Đúng chưa các em? Rồi nhá. Thế bây giờ ta sẽ ghi vào. Ta sẽ ghi là bảng là hồ sơ. Hồ sơ trong quản lý điểm. Ok. Xong bây giờ chúng ta sẽ bật hồ sơ lên. Chúng ta họ tên là Nguyễn Thị. Cái này chúng ta nhập ở trong trang web thì nó còn dấu nhá, còn nhập trực tiếp đây khi lên trang web là tên ở đây thì nó còn, nhưng mà lên trên là nó sẽ gì, nó sẽ bị loằn ngoằn cái ký tự đấy, thì lúc đó người ta phải sử dụng một cái UTF-8 để người ta xác định lại. Thì thôi cái đấy chúng ta không quan tâm mà chúng ta cứ đánh họ tên đi. Các bạn có thể đánh không dấu cũng được. Nguyễn Thị An, giới tính nữ, quê Hưng Yên, tuổi là 20, Trần Văn Anh, nam, quê Hà Nội, tuổi 20, ba là Đỗ Văn Bình, nam, ở đây chúng ta ghi là Hòa Bình,
tuổi 20. Tiếp theo là Trần Thị Ánh, Trần Thị Bính, nữ. Chúng ta cho nhiều người vào tí cho nó vui. Ở đây là chúng ta ghi là Bắc Cạn. Đấy, tuổi 20. Rồi nha các em, chú ý là chúng ta chỉ cần làm một bài nhỏ nhỏ thôi, còn chúng ta không quản lý về cấp trường. Cấp trường thì là có vùng, có lớp, vân vân, thì cái bài đấy các em tự mở rộng được. Các bạn có thể là có một ID của lớp này và tên lớp, đấy là bảng, gọi là bảng lớp. Thì bảng hồ sơ thì chúng ta chỉ cần này thôi. Rồi chúng ta ghi là Lưu Đình Cường, quê là Phú Thọ, Nam Phú Thọ. Đấy, tuổi 20. Rồi thế bây giờ chúng ta đã thấy là gồm có 5 bản ghi được tạo, tức là 5 T đấy, 5 hàng đấy, chúng ta nhìn thấy chưa. Đấy, các em tạo cho thầy này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một table nữa, chúng ta tạo bằng tay hoặc tạo bằng lệnh được, tùy các em tạo như hôm qua cũng được, nhưng hôm nay thầy dạy tạo bằng tay thì chúng ta tạo bằng tay. Rồi chúng ta ghi cho thầy là ID sinh viên. Đấy, ID sinh viên nhé. ID sinh viên này thì gồm có chúng ta sẽ tạo là ID môn cũng được, không có thì các em nhập cả 3 môn. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chúng ta cho ID sinh viên. Ok, mỗi sinh viên có một ID thì sẽ khi mà chúng ta thì sẽ có điểm. Đấy, ID sinh viên nhé. ID, cái này là điểm nhé. Thầy tạo kiểu này, ID điểm. Rồi, ok, chúng ta có thể ID sinh viên ở đây là chúng ta phải cho kiểu in. In hoặc là indigo được. Đó, indigo nhé. Đó, ID điểm. ID điểm của các em thì là mỗi một em là sẽ có 3 điểm. Toán lý hóa chẳng hạn. Bây giờ chúng ta cho 3 điểm đấy đi. Ở trong bài này chúng ta sẽ cho là ID điểm. Đó, và chúng ta cho cái này là khóa chính. Đó, ID điểm nhé. Đó, chúng ta cho kiểu nguyên. Rồi tiếp theo là thầy ghi là điểm toán để xác định là chúng ta ghi chữ in thường đi, chữ thường nhá. Toán là float. Cái kiểu này là kiểu thực các em nhá. Rồi điểm lý float. Đấy, điểm hóa float. Điểm tiếp theo là điểm toán lý hóa. Rồi các em có thể điểm tổng. Trung bình. Trung bình. Hai cái này chúng ta cũng phải là float hết. Rồi bây giờ thầy ghi vào nhá, chúng gọi là đơn giản này thôi, chúng ta gọi là bảng điểm. Đó. Còn cái này chúng ta cũng coi như là auto increment. Rồi thế bây giờ các em nhìn thấy này, bảng điểm của chúng
ta gồm có ID sinh viên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình. À. Thế thì cái người mà nhận vào ấy, người mà ở đây chúng ta nhé, vì là thầy không muốn là mỗi một lần ID sinh viên chúng ta lại đánh họ tên ra thì nó sẽ dư thừa dữ liệu giống như chúng ta đang học trong cái lý thuyết về lực đồ quan hệ. Vì vậy ở đây chúng ta rút gọn là ID sinh viên là cái khóa ngoại của bảng hồ sơ, nhưng nó lại là khóa nội của bảng hồ sơ. Đấy, ngoại là bên ngoài, còn nội ở bên trong. Các em hiểu chưa? Còn ID điểm có nghĩa là xác định điểm của một hàng, hàng điểm đấy thì chúng ta sẽ xác định được. Thế thì bây giờ chúng ta đã tạo xong, còn điểm thì chúng ta chưa cho. Điểm chúng ta chưa cho. Đấy, bây giờ thầy sẽ quay lại để chúng ta có thể tạo kết nối. Rồi, bây giờ các em bật cho thầy cái chúng ta bật cho thầy cái framework hôm trước thầy gửi cho các bạn ở ổ C. Các bạn download về. Đấy, chúng ta vào download thì chúng ta nhìn thấy là nó có một cái framework đây là Quantity Matter. Đấy, hôm trước thầy copy cho các em copy vào cho thầy nhá. Bây giờ các em cho ổ C này. Rồi, các em chọn gen. Được chưa? Các em chọn cho thầy tiếp là HT đâu. Đấy. Rồi các em tạo cho thầy một thư mục. Đấy, các em paste thẳng vào đây cũng được. Paste vào đây nhá. Paste vào đây đã, xong ta đổi tên. Rồi. Rồi bây giờ ta sẽ giải nén này ra. Extract here. Giải nén ra, các bạn phải có win ra, nhớ chưa? Rồi, các bạn giải nén ra này. À, ta đổi tên đây là quản lý điểm. Gname chúng ta gọi là quản lý điểm. Được chưa? Đấy, chúng ta chọn cái đấy cho thầy. Ok, xong quản lý điểm đây chúng ta đủ rồi. Đủ tất cả các bộ trong đây rồi. Đây là cái framework làm tất cả các file trong cái thư mục quản lý điểm này đều gọi là cấu thành lên cái framework này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật cho thầy cái Apache NetBeans mà hôm trước thầy dạy các em cài đấy. Các em quan sát video và các em làm theo nhé. Chúng ta quan sát video và chúng ta làm theo. Thế thì ở trong đây chúng ta tạo new, mở một cái đã có sẵn, mở nhá. Tốt nhất là ta mở nó đi. Đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có quản lý điểm tại đây. Chúng ta mở cái này ra. Nó phát hiện luôn cho chúng ta đấy là một project, xác định cho chúng ta một project, tức là để chúng ta sẽ làm việc trên đây các em nhé. Rồi, thế thì chúng ta phải học trực tuyến rất nhiều để chúng ta làm đấy. Rồi bây giờ các em vào Sure File. Rồi các em sẽ làm theo từng bước như thầy nhé. Đây, show file. Rồi, thế bây giờ các em biết là đây là cái giao diện để cho chúng ta làm cái gì? Giao diện cho chúng ta lập trình ở vào đây để chúng ta kết nối với cái kia. Bây giờ các em vào application cho thầy. Được chưa? Đấy, bước tiếp theo các em vào config là cái file quan trọng nhất, à, cái thư mục quan trọng nhất, các em chọn app cho thầy. Đấy, cái đuôi app.php. Rồi, bây giờ các em sẽ đổi ở đây cho thầy là localhost. Thì đổi cái tên này là quản lý gì? Quản lý điểm. Đó. Thì đây là đường dẫn cơ sở nó đến cái đây, đến đoạn đây. Các em phải làm đúng như này nhá để nó vào quản lý điểm.
Ok. Rồi cái thứ hai là các em vào database. Database. Các em đổi cho thầy localhost. Mật khẩu thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây này. Nhìn ở trong đây thì nó là quản lý điểm sinh viên. File của chúng ta là quản lý điểm sinh viên. Đấy, thì chúng ta chọn cho thầy là đánh vào đây chúng ta gọi là quản lý điểm sinh viên. Đấy. Mật khẩu thì do các em chọn nhé, mật khẩu nó phải đúng. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy user của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta tạo new user là tên các em đi, rồi các em chọn cho thầy mật khẩu. Đó, ví dụ như là tên user của thầy là điểm đi, localhost. Mật khẩu là 123456. Mật khẩu là 123456. Các em xem kỹ video nhé. Rồi các em ghi vào cho thầy điểm, tên là điểm và mật khẩu 123456 ghi vào đã. Bây giờ ta sẽ gán quyền truy cập cho nó, chúng ta sẽ chọn tất cả cả những cái này. Đó, chúng ta là truy cập tất đi. Đã xong, các em ghi save vào. Được chưa? Bước tiếp theo các em lại bật cái này lên. Các em đánh cho thầy mật khẩu là 123456. Tên người sử dụng là điểm. Đấy, điểm mà thầy vừa tạo đấy. Xong, chúng ta ghi vào. Chúng ta ghi nút ghi vào. Chúng ta có thể chọn là save cần chuẩn S giống như là Word Excel thôi, ta ghi nó vào. Và bây giờ chúng ta đã tạo cấu hình xong, việc bây giờ là chúng ta đi kiểm tra xem nó có đúng không. Đấy, bây giờ thầy chạy, chúng ta chạy một cái phần mềm trình duyệt nhá. Rồi bây giờ các em sẽ đánh này localhost điểm. Tiếp theo là các em đánh cho thầy chữ điểm. Tức là quản lý điểm đấy. Quản lý điểm. Rồi chúng ta có chữ public. Đấy, xem nó chạy gì. À, nó chạy cho chúng ta cái nền Welcome to Cortina, tức là cái này là chúng ta sẽ thấy là đây là nó đã chạy cho chúng ta rồi. Bây giờ các em yên tâm, bây giờ các em vào sửa từng phần một nha. Bây giờ các em bắt đầu trượt này xuống, tất cả nó nằm các thư mục về giao diện nó nằm trong view. Chúng ta mở cái welcome message ra. Đó. Thì thầy nhắc này, đây là cái header của trang, còn đây là style của trang, nó chỉ trang trí cho trang đến đây thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ viết vào đây là welcome to lớp lập trình, lớp quản lý thông tin. Đó. Welcome lớp quản lý thông tin K64 chẳng hạn. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem lại nha, chúng ta refresh lại. Welcome lớp quản lý thông tin K64. Ngon chưa các em? Đấy. Nha. Chúng ta chú ý cho thầy là chúng ta sửa trong view. Ok. Welcome rồi. Đây là thành phần màn hình chào. Thì lát nữa chúng ta sẽ để cho cái phần chào của chúng ta được đẹp hơn, thêm menu vân vân. Đấy. Thì chúng ta sẽ để vào trong này, ta cứ để nguyên như thế nhá.
Còn bây giờ tất cả những cái gì trong view là chúng ta đặt đây. Bây giờ các bạn tạo cho thầy một thư mục trong view để chúng ta tạo những file của chúng ta chọn new folder. Đó, chúng ta gọi là quản lý điểm. Ok. Quản lý điểm nhá. Rồi và chúng ta nhấp phí Phoenix. Quản lý điểm của chúng ta đây rồi. Có những cái view nào nó sẽ hiện ở trong đây. Được chưa các em? Đấy, bây giờ chúng ta tạo một trang để hiện thông tin file của các bạn chọn new file PSP đây. Nha, các bạn chọn đây. Đấy, thì các bạn chọn là gì? Danh sách lớp. Danh sách lớp này các bạn cứ để nguyên như vậy. Để lát nữa chúng ta tạo một cái bảng trong danh sách lớp. Đấy, thì nó chưa có gì cả, đúng không? Kệ nó thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho cái danh sách lớp này được hiện ra. Đấy, thì các bạn chọn Echo. Đó, các bạn chọn này. Các bạn đánh cho thầy là Echo. Xin chào Trang. Danh sách lớp. Enter. Được chưa em? Rồi, em thấy nhá. Sau khi các em chào Trang này rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta muốn thử cái chào danh sách lớp nó sẽ hiện ra như nào. Thì ở đây thầy đã như hôm trước thầy nói này. Cái view này muốn được gọi ra màn hình như là cái welcome lúc nãy thì các em vào controller các em cũng tạo cho thầy một cái thư mục là quản lý điểm. Quản lý điểm, ok chưa? Phoenix cho thầy nhá. Rồi bây giờ các em mới tạo cho thầy một new là lớp. Đấy. Các em ghi là lớp này đầu tiên là danh sách lớp. Đấy, lớp này nhá. Chúng ta tạo cho thầy tên của danh sách lớp ở trong quản lý điểm này. Nó Phoenix cho thầy. Đó. Được chưa các em? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì? Chúng ta sẽ khai báo. Cái phần này là phần lời nhắc thôi. Các bạn có thể xóa đi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Xóa đi hết. Và các bạn tạo cho thầy một dòng lệnh, mấy dòng lệnh sau. Name, name space là không gian làm việc. Đó là không gian làm việc. Các em tạo đường dẫn cho thầy không gian làm việc là gì để nó quản lý các lớp. App. Lớp ở đây là lớp lập trình nha, chứ không phải là cái lớp của mình danh sách đâu. Chúng ta chọn app. Controller. Đấy, controller. Xong các em chọn tiếp là quản lý điểm. Đó. Đấy là namespace nhá. App controller quản lý điểm. Thứ hai nữa là các em sẽ sử dụng cho thầy một cái thư viện của nó. Để sử dụng thư viện các em chọn use. Coordinator, các em sượt đến cho thầy đến là controller, em enter cho thầy để sử dụng. Được chưa? Việc bây giờ của các em là danh sách lớp này, cái lớp này nó sẽ kế thừa cái giao diện của controller, thì các em extend là mở rộng nó ra, extend controller. Đấy. Lớp chúng ta đã được kế thừa cái thư viện này rồi. Lớp chú ý cho thầy nhé. Và bây giờ tất cả những cái gì trong lớp này là chúng ta xây dựng. Lớp là dùng để làm gì? Lớp là một cái khuôn đối tượng. Các bạn hiểu cho thầy nó là một cái khuôn mẫu. Khuôn mẫu. Khi cần thì ta gọi ra. Còn bây giờ ta đang đi xây dựng lớp. Các bạn hiểu chưa? Rồi.
Bây giờ các bạn sẽ tạo cho thầy một cái phương thức để gọi cái danh sách lớp ra, các bạn ghi cho thầy. Đầu tiên các bạn chọn public, một cái hàm khởi tạo đã, function. Function nhé, nó hiện lên kệ nó. Bây giờ các bạn con, các bạn chọn cho thầy là constructor. Đấy, các bạn chọn cho thầy cái hàm là có tên là con chắc hàm này, và nó sẽ có gì, nó sẽ có hai ngoặc biến ở đây, thì các bạn chọn cho thầy cái này, các bạn sử dụng tiếp cho thầy hai thư viện về đồ họa ra nữa, là thư viện use, các bạn ghi cho thầy nhé, coordinate. Tiếp theo gọi thư viện http là thư viện mà nó để giao tiếp với website request đấy, là máy chủ Zpon, chúng ta chọn là request interface trước. Đấy, enter nhá. Rồi sử dụng tiếp thêm một thư viện nữa, coordinate http, rồi ở Zpon là cái phần là phản hồi đấy, Zpon interface. Hai thư viện đó là thư viện yêu cầu và thư viện phản hồi. Và trong ở đây các em tiếp tục, các em tiếp tục tạo hai tham số để nó nhận vào. Đấy, chúng ta chọn request interface, rồi chúng ta biến của chúng ta là request một biến nhá. Một biến thứ hai sử dụng Zpon thì chúng ta lại tiếp Zpon interface. Đấy, cái này các bạn xóa bớt nó đi, nó gọi đây gọi đầy đủ ra quá đúng không. Rồi biến tiếp theo của các em là Zpon. Zpon là hồi đáp nhé, tức là nó nghe nó hồi đáp lại, được chưa? Xong rồi đấy, Zpon rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ gọi một cái hàm tra. Hàm tra này nhá, constructor ra. Đó. Thì nó sẽ lấy hai cái này, request và Zpon. Cái này nó có đúng không? Ta copy cái này xuống cho nó đúng. Và các em copy cái này để đặt lên bên kia. Đó, copy nó thống nhất với cái. Rồi. Tức là hai cái ông này này được truyền vào bên trong lớp cha. Đó. Hai cái ông này được truyền vào trong lớp cha và chúng ta chấm phẩy đây. Chấm phẩy đây là kết thúc một câu lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy lệnh sau cái này. Con chắc xong rồi, parent xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy nhá. Em tạo gọi một lệnh helper, tạo lệnh helper được chưa? Đấy, helper ở đây gồm có các biến là url. Helper nó phải sử dụng cái đấy thì nó mới chạy ra cho mình cái form được. Đấy, các em chỉ cần nhớ như thế thôi. Form. Đấy. Ok. Xong hai cái này rồi, các em làm đúng như này cho thầy. Rồi bây giờ thầy mới gọi một cái biến nữa là zip. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho chúng ta trong cái lớp này các biến section
biến kiểm tra đúng đắn vân vân. Thì chúng ta ghi cho thầy nhé, public biến section. Session là gì? Là cái biến phiên làm việc của từng người dùng. Đấy. Tức là mỗi một lần người ta thoát website ra thì session sẽ mất. Khi vào trong thì session nó sẽ tồn tại để cho chúng ta biết được người nào online, người nào không online. Đấy, thầy lấy ví dụ thế thôi. Lớp chúng ta hiểu là nó có thể người online hoặc không online thì ở đây. Được chưa? Biến tiếp theo là public validate validate. Cái biến này dùng để kiểm tra cái form vào có đúng hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo là zip. Zip ở đây là gì? Là section. Tức là của cái con trỏ zip này là trỏ đúng vào cái danh sách này, mà nó nội tại bên trong của nó. Nó nội tại bên trong nó. Đấy, các em hiểu như thế cho thầy. Bằng config. Ok. Tiếp theo chúng ta chọn service. Đấy, và chúng ta chọn section. Đây là một phương thức section tính nằm ở trong lớp service bên trong nhân của framework. Bên trong nhân của framework. Nó dùng để làm gì? Nó dùng để khởi tạo section cho những người đăng nhập. Được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta chọn zip tiếp. Và chúng ta chọn validate. Validate bằng cũng config, nó nằm ở trong đây. Chúng ta cũng chọn service. Và chúng ta chọn tiếp theo là validation. Đó, ngon lành chưa? Đấy, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm danh sách lớp ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có đây hàm thứ nhất, hàm contract nhá. Tại hàm contract. Chúng ta chú ý cho thầy hàm contract như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục xuống dòng dưới. Dưới. Chúng ta chọn gọi là public function. Tên của lớp thì tên của hàm này các em ghi là hiện danh sách lớp. Hay là các em có thể là display cũng được, các em ghi chữ hiện danh sách. Đó. Tham số nó gợi ý sẵn chúng ta chẳng cần. Rồi, đây là mở. Phần này là phần mở của gì? Mở của hai ngoặc này là phần mở của cái hàm này, mở và đóng. Đấy. Cứ mỗi một cái câu lệnh là nó phải có cái mở đầu và cái kết thúc. Các em chú ý nha, dấu này dấu mở này, dấu này dấu đóng này. Thì trong hiện danh sách này của chúng ta có cái gì? Trong phần hiện danh sách này thì chúng ta muốn, đây chính là cảnh sát cơ động, controller là cảnh sát. Cho cái gì qua thì cái đó được qua, còn không cho qua là không được qua. Bây giờ thầy muốn cho danh sách được qua thì chúng ta gõ chữ echo view mở ngoặc ra. Đấy. Trong phần view này các bạn không cần đường dẫn là view đến danh sách, mà các bạn chỉ cần đến chỗ là gì? Quản lý điểm. Là tên thư mục đây. Tên thư mục trong view. Tiếp theo là gì? Danh sách lớp. Và enter và chấm phẩy. Chúng ta đã cho nó qua. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bước tiếp theo.
nó qua rồi nhá. Bây giờ chúng ta nhìn này, trong quản lý điểm của chúng ta này, tất cả những gì gọi là mở là chúng ta chỉ làm xây đắp thêm thôi chứ không được phá. Các bạn nào mà phá ở trong đây là bạn ấy sẽ bị lỗi, cho nên là chúng ta chỉ xây dựng thêm thôi. Đấy, đây là controller nhá, còn đây danh sách lớp. Rồi, xin chào danh sách lớp, chúng ta để im như thế. Rồi, trong controller đây xong rồi, hiện danh sách. Rồi, bây giờ trong các bạn vào trong cho thầy cái router. Đấy, router trong này nhá. Những cái này là cái mở của người ta có sẵn, mình chỉ cần thêm. Chúng ta sẽ chọn là add thêm. Đấy, ta chọn này. Thầy copy cái này nhá. Đây, đây là dòng thêm mới. Đó. Em ghi là thêm mới cho người lập trình. Đó. Các em enter xuống, đấy là cái dấu nhắc. Được chưa? Bước tiếp theo các em vào đây, các em paste cái dòng kia vào và các em sửa. Sửa thì chúng ta sẽ nhìn này. Controller ở đây là quản lý điểm, thì các em phải ghi ở đây là gì? Quản lý điểm. Đấy là thư mục. Tiếp theo là chúng ta ghi cho thầy, nó có lớp danh sách thì chúng ta chỉ cần ghi là danh sách lớp thôi. Nhưng mà thôi, chúng ta ghi cả này, quản lý điểm này. Em phẩy cái này một tí nhé, quản lý điểm. Đấy rồi, tiếp theo là các em vào danh sách lớp. Danh sách lớp. Đấy, danh sách lớp chưa? Vào danh sách lớp rồi nhá. Đây, quản lý điểm để xong đến danh sách lớp này. Rồi bây giờ các em tiếp tục nhìn chỗ này là hiện danh sách. Các em copy cái này ra cho thầy. Copy để paste nó vào cái chỗ giao tơ. Đấy, giao tơ đây. Các bạn có thể mở trên này cũng được, mở đây vì cái này mở rồi. Các bạn cho này paste vào đây, hiện danh sách. Còn trong phần này các em thay cho thầy là danh sách lớp. Đó. Và 2 chấm 4 chấm ở đây các em ghi cho thầy là hiện danh sách. Mục đích của cái này làm gì? Mục đích cái này là để khi chúng ta gõ trên browser là trình duyệt đấy, thì nó sẽ tìm đến cho chúng ta đúng cái phương thức, hay là cái public là hiện danh sách của chúng ta đấy, cái phương thức là hàm đấy. Rồi bây giờ các em thay cho thầy không gian làm việc, controller. Ở đây không gian là quản lý điểm. Quản lý điểm. Rồi ta ghi vào nhá. Bây giờ ta chạy trình duyệt này. Rồi bây giờ các em thu nhỏ lại cho thầy. Các em làm gõ đúng câu lệnh nhá. Public này. Các em thêm cho thầy một cái index .php gạch ngang, chúng ta ghi là quản lý điểm, chúng ta gạch ngang danh sách lớp, và chúng ta đường dẫn đến là hiện gì, hiện danh sách. Đấy, chúng ta ghi như thế nhá, ghi đúng đường dẫn đến đây, đây là hiện danh sách. Rồi, danh sách lớp, hiện danh sách, tức là tên lớp và tên hàm. Quản lý điểm là thư mục nha. Danh sách lớp là lớp nằm trong thư mục nha, và hiện danh sách là hàm nằm trong thư mục. Tức là chúng ta hiểu là thư mục, lớp và hàm. Đấy, hàm function này, tại enter. Đây, bây giờ nó đã hiện lên là xin chào danh sách lớp. Bây giờ chúng ta sẽ sửa thoải mái trong đây. Sửa thoải mái trong view. Echo lời nhắc giống như write và written ở trong Pascal. Tôi đã làm cho trang này hiện ra. Đấy. Ok chưa? Xong rồi nhá.
Bây giờ chúng ta bài hôm nay đó sẽ thầy sẽ chia làm nhiều video. Video này là chúng ta đang làm với view. Đấy, bây giờ em bấm lại xem nó ra không. Đấy, chúng ta chọn làm ở view nhá. Tôi làm cho trang này hiện ra ghi Ctrl S vào. Đấy, phải ghi Ctrl S vào để ta view lại này. Đấy, tôi làm cho trang này hiện ra, đúng rồi. Bây giờ thầy muốn xuống dòng thì thầy thêm chữ BR vào đây. BR là break, là bẻ trang đấy, chính là chữ viết tắt của chữ thẻ, viết tắt của chữ là BR là bẻ trang. Các bạn hiểu chưa? Là bẻ bẻ dòng, gọi là bẻ dòng, thầy xin lỗi là bẻ dòng. Đấy, bây giờ chúng ta, tôi đã làm cho trang này hiện ra. Thì cái này là chính là URL. Khi đưa lên hot thì tên miền sẽ được thay từ chỗ này nha. Tên miền đã được thay thế bằng chỗ này, và các em chỉ cần tên miền ví dụ như là quản lý điểm.com.vn, sau đó là đến đến cái đoạn đuôi này đấy nha. Rồi thì thầy vừa dạy cho chúng ta cách chọn view và tạo cơ sở dữ liệu, tạo đường dẫn kết nối cơ sở dữ liệu, thì đến buổi tối nay thầy sẽ dạy cho chúng ta tiếp cái phần hiện danh sách lớp ra để chúng ta quản lý. Vì video nó quá dài nó sẽ bị gì, nó sẽ bị vỡ nếu như thầy không stop lại, và các em sẽ xem cái phần này để các em học.